Bạn thân mến, hôm nay TSS Audio xin giới thiệu tới bạn chương tiếp theo của bộ truyện Vạn cổ thần đế của tác giả Phi Thiên Ngư. Mời bạn cùng theo dõi. Chương 3431. Từ thần biến, vạn long triều tông, hắn đã không phải là đã từng tiểu hoàng triều kia, mà là bất tử huyết tộc đương thời kình thiên chi trụ một trong. Chiến lực sẽ không thua ta lão gia hòa này. Tương lai đuổi kịp ngươi, thậm chí siêu việt ngươi, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể quản được hắn. Bất tử huyết tộc tộc trưởng vượt qua không gian mà đến, cùng trinh chiến bắc trạch trường thành trước đó so sánh, lão hủ rất nhiều nói, đây có lẽ là chuyện tốt. Bất tử chiến thần nhìn về phía hắn, bất tử huyết tộc tộc trưởng nhìn qua tinh không sán lạn nói, trận chiến này, thiên đình vũ trụ nếu là sụp đổ, vũ trụ cách cục chắc chắn tiến vào thời đại mới. Đến lúc đó, cũng không phải là thiên đình vũ trụ cùng địa ngục vũ trụ đối lập mà là sinh linh cùng tử linh đối lập là sát tộc phát sinh như thế dung chuyển tu la tộc không chỉ có sinh linh còn có một nửa tử linh đâu tóm lại làm hạ tam tộc sinh linh hạch tâm rất nhiều chuyện bất tử huyết tộc đến sớm suy tính bất tử chiến thần nói người lão già này ngược lại là nhẹ nhõm đoán chừng là không nhìn thấy ngày đó ngược lại có thể ăn hưởng tuổi già đúng vậy a à, sống không được bao lâu đến lúc đó huyết tiệt như còn không có trưởng thành ngươi đến giúp hắn, không phải vậy ta liền hóa thành lệ quỷ hung sát, mỗi ngày quấn lấy ngươi. Nói đến chỗ này, Bất Tử huyết tộc tộc trưởng có chút mất hết cả hứng. Nói, đáng tiếc a, à, giống chúng ta người như vậy, chuyển tu không được quỷ tộc, đại nạn đến, thần hồn tán, coi như thần hồn không tiêu tan, cũng sẽ bị nguyên hội kiếp đánh tan." Bất Tử chiến thần nói, "Hiện tại liền bỏ qua thần hồn, còn có một cơ hội, ta giúp ngươi bỏ qua thần hồn, liền không có ý thức coi như hóa thành quỷ tộc âm hồn có ý gì. Lão tử anh hùng một thế, còn không muốn trăm ngàn vạn năm về sau. Ở trong tam đồ hà thức tỉnh, liền biến thành một chút cấp thấp quỷ quái hồn lương. Không có kiếp trước ý thức, cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Bất tử huyết tộc tộc trưởng mặc dù nói không quan tâm. Nhưng, trong lòng nhiều ít vẫn là không cam tâm. Với cái thế giới này có quá nhiều quyến luyến. Trong đầu, không biết nhớ lại một chút cái gì. Đột nhiên lại tinh thần vô cùng phấn chấn nhìn về phía trong vũ trụ một phương nào vị chỉ gặp mảng lớn lôi quang hướng thần cổ xào mà đi người nói kình thương lão nhi này có phải thật vậy hay không là lượng hoàng hắn vì sao kết luận lượng tổ chức nhất định sẽ động thủ bất tử chiến thần ánh mắt dần dần u trầm nói lượng tổ chức đương nhiên sẽ ra tay bởi vì bọn hắn chính là muốn bốc lên địa ngục giới cùng thiên đình toàn diện đại chiến tinh không phòng tuyến không phá toàn diện đại chiến làm sao bộc phát cái này phù hợp ích lợi của bọn hắn, đương nhiên cũng phù hợp ích lợi của chúng ta. Đều muốn thu hoạch được lợi ích lớn nhất, liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Bất tử huyết tộc tộc trưởng cười nói, phong đô đại đế một mực không có xuất thủ, hẳn là tại đề phòng bọn hắn A à, chỉ bằng bọn hắn. Khôi lượng hoàng có lẽ có ít bản sự, nhưng còn chưa đủ làm phong đô đại đế đối thủ. Trong thế giới hư vô những vật kia, mới là cần trọng điểm chân áp, oanh bất tử chiến thần cùng bất tử huyết tộc tộc trưởng sau lưng không gian đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít vết rách mỗi một đạo vết rách đều kéo dài mấy ức dặm nồng đậm huyết khí xuyên thấu qua vết nứt lan tràn đi ra tại trong vũ trụ hóa thành từng đạo thác máu một lát sau bất tử huyết tộc mười tòa dực thế giới hình như một con rơi một chút xíu di động đi ra không gian tại kịch liệt chấn động lít nha lít nhít không gian quy tắc đem mười tòa dực thế giới bao khỏa lại cùng mảnh tinh vực này không gian quy tắc tương dung bất tử chiến thần trên thân chiến ý lạnh thấu xương bay về phía mười tòa dực thế giới nói trận chiến này ngươi cũng đừng nhúng vào chạy trở về bất tử thần thành đem bất tử huyết tộc hậu phương ra viên giữ vững là đủ thiếu xuất thủ giữ vững huyết khí có thể sống lâu mấy năm được rồi bất tử huyết tộc tộc trưởng xoay người rời đi trở về địa ngục giới mười tòa dực thế giới hướng tinh không phòng tiến cấp tốc di động mà đi giống như một cái vũ trụ huyết biên bức phi hành tại hắc ám hư không bạo phát đi ra uy thế có thể đem đi ngang qua thần linh đều dọa đến run sợ đột nhiên phía trước vô số ngôi sao quỹ tích vận hành cải biến dị thường hỗn loạn soạt tại hỗn loạn tinh thần hải dương trung tâm một thanh chiến phủ bay ra ngoài chém về phía mười tòa dực thế giới có thiên đình đại năng vượt qua tinh hà mà đến muốn một mình nghênh chiến toàn bộ bất tử huyết tộc vì tinh không phòng tiến tranh thủ thời gian lì hận thiên trương nhược trần chưa bao giờ cảm thấy thời gian gặp qua đến như vậy chi chậm muốn tu luyện lượng thể không phải việc khó nhưng thời gian hao phí quá nhiều hoàng thiên cùng nữ đế dùng hai trăm năm dù là vô cực thần đạo huyền diệu dù là ở trong khu thời gian chảy xiết cũng tuyệt đối không có khả năng một lần là xong thời gian không còn kịp rồi bên ngoài Long chủ một người chiến đến quá gian nan, đã nhiều lần bị thương, thần huyết nhuộm đỏ ly hận thiên, đều là bởi vì muốn bảo vệ bọn họ phá cảnh, mới có thể lọt vào địa ngục dưới các phương cường giả vây giết. Không được, không có khả năng như vậy tiến hành theo chất lượng tu luyện. Ta phải mau chóng phá cảnh. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, chính mình tu luyện pháp, cùng tu sĩ khác hoàn toàn khác biệt, đi là một con đường khác. Cái gọi là lượng cùng vô lượng vẫn như cũng còn tại thế giới này trong thiên địa quy tắc hắn kỳ thật không nhất định nhất định phải tu luyện ra lượng thể mà là muốn ngưng tụ ra đệ tư tượng thái dương thực hiện tư tượng đại viên mãn tu luyện lượng thể có thể tăng cường nhục thân thần hồn làm chính mình cơ sở càng thêm dày hơn thực ngưng ra thái dương cơ hội thành công càng lớn cũng càng dễ dàng gánh chịu tư tưởng nhưng hiện tại thời gian bức thiết không có cách nào lại tiến hành theo chất lượng oanh trương nhược trần đứng người lên trên thân quang minh quy tắc thần văn, không gian quy tắc thần văn, các loại dương thuộc tính đạo pháp quy tắc, tất cả đều thả ra ngoài, thân thể bốc cháy lên, không tu lượng thể, trực tiếp ngưng tụ thái dương, dù là hiện tại nhục thân gánh không được, có tự đốt mà chết phong hiểm, cũng muốn liều mạng, minh tộc cùng tử tộc khinh người quá đáng, tám vị vô lượng cảnh cường giả giao phong, một mảng lớn rộng lớn hư không bị đánh đến hỗn loạn, tràn ngập các loại thần quang, quy tắc may mắn là tại ly hận thiên, áo nghĩa lực lượng bị áp chế, thiên địa quy tắc khó mà điều động, không gian vững chắc khó phá, không phải vậy đã long trời lờ đất, lực lượng ba động có thể hủy diệt một tinh vực, một kiện lại một kiện thần khí, phóng thích tiệt thế uy năng, không ngừng oanh kích xuống, long chủ không có cách nào thoát thân, địa ngục giới những vô lượng cảnh cường giả này từng cái đều thân kinh bách chiến. Tu vi yếu kém sáu vị vô lượng, từ đầu đến cuối cùng hắn giữ một khoảng cách mục đích chỉ ở tập kích quấy rối đánh lén cùng phòng ngừa hắn bỏ chạy. Mặc dù có thể bằng vào tốc độ cùng nhục thân yêu thế. Thương tích bọn hắn, nhưng mình cũng sẽ bị ngăn trở. Từ đầu đến cuối không cách nào thoát ly vòng vây. Thần thành chi chủ diễn hóa từ tộc duy nhất thiên tôn thần thông từ thần biến. Sau lưng tử khí mịt mờ, xuất hiện một mảnh ác thổ màu đen. Mảnh này ác thổ, không phải hắn thần cảnh thế giới, cũng không phải hư ảo, là chân thật tồn tại không biết đến từ chỗ nào, giống như là từ dị chủng không gian hiển hóa ra ngoài. Từ thần biến hết thảy có thập biến, mỗi tăng lên một biến, uy lực đều sẽ tùy theo tăng nhiều. Truyền thuyết, từ thần biến rất có thể là từ tộc vị kia sơ thủy chi tổ sáng chế. Tu luyện độ khó cực lớn, từ xưa đến nay có thể tu luyện tới đệ thất biến đều ít càng thêm ít. Thần thành chi chủ loại tồn tại này cũng chỉ là đem từ thần biến tu luyện tới đệ lục biến. Huyết ảnh biến, từ thần biến đánh ra một đạo giữ tợn huyết ảnh từ trong ác thổ xông ra cùng thần thành chi chủ hòa làm một thể bốn cánh tay cùng nhau công ra lập tức huyết sắc thần hà vẩy hướng long chủ long chủ trên thân máu chảy ồ ạt vết thương khó mà khép lại nhìn về phía huyết sắc thần hà lập tức lui tránh thần thành chi chủ nhe răng cười nói thiên tôn thần thông vừa ra cùng cảnh giới quét ngang hết thảy cực vọng ngươi không phải rất mạnh sao làm sao lui Long chủ dừng bước, không có cách nào lui. Khô Lâu áo trắng vung đao, mình diễm cùng đao quang tương dung, từ phía sau chém tới. Long chủ điều động thần khí cùng quy tắc, muốn ngưng tụ thần thông, nhưng một kiện phi đao hình thái thần khí, phá không mà đến, làm cho hắn lập tức xuất thủ ngăn cản, vừa diễn hóa một nửa thần thông, bị ép tán đi, phốc phốc, Long chủ tránh đi thần thành chi chủ thiên tôn thần thông, lại không tránh đi Khô Lâu áo trắng đao bị một đao chém trúng vai phải. Xương vai vỡ vụn, thân đao khảm nạm tiến vào thân thể. Chém vào tiến tạng phủ. Long chủ năm ngón tay hóa thành vuốt rồng. Bắt lấy phát đao, khô lâu áo trắng muốn thu đao. Lại phát hiện thân đao không nhúc nhích tí nào. Bành, một vuốt rồng khác đánh ra. Khô lâu áo trắng lập tức dò trường. Cùng long chủ liều mạng một kích. Khô lâu áo trắng bay rớt ra ngoài. Bởi vì lúc trước hắn cái tay này bị chém đứt. Là tân sinh cánh tay. Có chút yếu ớt cùng long chủ đụng nhau một kích này về sau toàn bộ xương cánh tay đều bể nát long chủ quay đầu nhìn lại gặp thần thành chi chủ lần nữa diễn hóa từ thần biến không để ý thương thế trên người hai cái vuốt rồng phóng thích ngọn lửa màu vàng trên đầu sừng rồng đi theo bốc cháy lên thể nội long ngâm không dứt giống vạn long gào thét từ thần biến thần thành chi chủ đánh ra thần thông bàn tay đập đè xuống huyết sắc thần hà cùng ác thổ màu đen cũng cùng nhau rơi xuống người thiên tôn thần thông này còn kém xa lắm, tu luyện được rất thô thiền. Vạn Long Triều Tông, Long chủ ánh mắt mang theo bể nghệ thiên hạ ngạo nghệ quang mang. Một trường đánh ra, lòng bàn tay hóa thành một phương thiên địa, dâng lên quang vụ màu vàng, vạn cái thần Long cùng nhau từ lòng bàn tay bay ra. Thần Tuấn cao chót vót, khí thế bá đạo, trực tiếp đem áp xuống tới huyết sắc thần hà cùng ác thổ màu đen đánh xuyên. Trong tiếng nổ vang đổ sụp, lại rơi xuống, phóc thần thành chi chủ bàn tay nổ tung, hóa thành huyết vụ, thân thể lui về phía sau ra ngoài. Hết chương 3431 rồi à, hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.